Ngày hôm nay, Út đã dành riêng cho quý Phật tử khi mua tranh nhà đầy cô nào. Là một Phật tử thì việc có cho mình một không gian thờ ấm cúng và tươm tất là một điều vô cùng quan trọng. Vì thế, tranh thờ là một phẩm vô cùng quan trọng để thể hiện sự thiêng liêng với Đức Phật. Tranh của chúng tôi dẫn đầu tới bán chạy nhiều năm liền, bán ra hàng chục ngàn sản phẩm mỗi năm, vinh dự phát sóng trên VTV và HTV, đài truyền hình quốc gia về sản phẩm đáng tiêu dùng. Chúng tôi tiên phong trong việc sử dụng công nghệ bật tắt đèn tranh trên điện thoại, có thể điều khiển từ xa khi vắng nhà. Mời quý khách trải nghiệm ngay hôm nay. Sản phẩm được in với công nghệ độc quyền sáng chế, mặt tranh với ánh sáng nổi, tạo chiều sâu và độ sáng nét cao, cam kết sử dụng 10-20 năm vẫn không phai màu, luôn giữ được màu sắc tuyệt đỉnh ngay cả khi sử dụng một thời gian dài. In bằng mực in UV công nghệ hiện đại nhất của Nhật và in trực tiếp trên mica nhập khẩu, tạo hiệu ứng tráng gương lên sản phẩm, đẹp và sáng bóng như kính, nhẹ nhàng, bền bỉ nhưng chất liệu bền và không dễ vỡ, chịu được nhiệt nóng, chịu được tác động vật lý lên tranh. Họa sĩ riêng vẽ từng mẫu lên tranh, không in tranh mờ trên vải nhám hay chất liệu kém chất lượng. Mỗi sản phẩm thì được bán với mức giá rẻ hơn chất lượng của sản phẩm, với thiết kế tinh tế, màu sắc hòa nhã, giúp hóa giải không may và còn thanh lọc, trả lại sự an nhiên, mang đến luồng khí trong lành cho không gian nội thất nhà bạn. Dòng tranh thế hệ mới đang dần thay thế mẫu đèn ngái hồng quen cũ, nhờ vẻ đẹp trang nghiêm, sang trọng và thiêng liêng cho gia chủ. Vậy còn chờ gì nữa mà không chọn cho mình một bức tranh ưng ý? Decona có sản phẩm trưng bày với đa dạng mẫu mã để quý khách có thể tham quan và xem tranh trực tiếp, không lo mua nhầm hàng kém chất lượng. Hơn nữa, đi tới tham quan và mua hàng trực tiếp tại showroom, khách hàng còn được giảm ngay 5% trên tổng giá trị đơn hàng. Em thấy là công nhận bên em là chất lượng khá là ok, chất lượng. Em thấy chi tiết, từng chi tiết đến ngay cả lá hoa sen khá là rõ, đặc biệt là khi mà bật đèn lên khá là sáng sáng được luôn. Dạ. Yeah.